Xin chào anh Nguyễn Văn Phương và xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Văn Phương ở Sóc Trăng. Anh có đặt hàng ở bên em một cái mạch tăng áp 12V bình ắc quy lên 40V cộng trừ 40V đối xứng, thì cái mạch này có thể tăng giảm được điện áp đầu ra, nghĩa là anh muốn ra 18V hay 20V thì đều được ạ. Có nghĩa là tăng giảm được 18, 20V và 30V đều được. Giá cái mạch này là 780.000 cho một mạch này. Và khi các bạn đặt hàng sẽ có một mạch như thế này đấy ạ. Đây ạ. Thì trước khi nhận hàng thì các bạn nên kiểm tra hàng trước khi nhận. Thì có vấn đề gì về vận chuyển thì các bạn phản hồi lại ngay để bên em đến bên mình giải quyết. Ok. Và bây giờ em sẽ kết nối bình ắc quy và test. Thì phương pháp em test sẽ là kết nối bình ắc quy và đo đồng hồ ở hai cọc đầu ra đây. Đây. Ok. Và bây giờ em sẽ test đầu tiên. Em sẽ test đầu ra đây. Cọc bên phải, bên trái và cọc giữa 41V. Cọc giữa và cọc bên phải 41V. Hai cọc ngoài cùng là 82V, thì bây giờ em sẽ tăng giảm điện áp. Đây, 82V nhé. Các bạn có thể vặn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Đây, đang tăng vào. Và bây giờ giảm nhé. Đây. Có thể giảm xuống 60V hoặc 50V đều được. Ok, và bây giờ em sẽ cho lên 80V như ban đầu của mạch. Thì anh về anh cần dùng điện áp bao nhiêu thì anh có thể tăng giảm. Ok, em cho lên 80V. Ok. Và như vậy là cọc đầu tiên hoạt động. Bây giờ em sẽ đo cọc bên 15V đối xứng. Ok, 17V. Và cọc ở giữa. Và cọc bên trái phải 17V. Và hai cọc ngoài cùng 34V. Ok, và như vậy là mạch đó hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh. Ok, đây là ký hiệu ở trên mạch tăng áp của anh. Ok, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.